có trọng lượng là 10 kg. Dạ. À, phải nói là 10 kg. Hiện nay đụng vô con gà này, trước đây nó là một cục xi măng nhưng dạ, mà đụng vô con gà bây giờ sợ quá chứ. Dạ. Tại con gà này nó tới 30 triệu đó. Dạ. Đúng được. Nặng á. À, 10 kg. Để cho nó đều á, để cho đều chân á. Đó. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Châu Thành của tỉnh An Giang. Và phía bên tay phải huyện Thọ Sơn, huyện Thọ Sơn. Huyện Thọ Sơn cô bác quý anh chị. Và phía bên tay phải của Bùi Hồ đây là một nghệ nhân trẻ tuổi, tài cao. Em tên Vinh, năm nay thì 25 tuổi rồi. Và trước đây thì cái công việc của Vinh hàng ngày đó là làm những cái ghế bằng xi măng đó cô bác quý anh chị. Cũng Vinh làm đó thì lúc đầu Vinh làm những cái con gà như thế này nè, chủ yếu là để chơi thôi, giải trí sau những cái ngày mà làm những cái băng ghế kia. Yeah. Thì sau đó thì Vinh được mọi người đón nhận rất là nồng nhiệt qua những cái đoạn video clip trên mạng. Và điển hình nhất á là những cái chú gà trống. Và đây là cái con gà mà Vinh đang đắp nè cô bác quý anh chị. Đang con gà này làm khoảng mấy ngày Vinh? Miếng bên này làm sẽ cỡ ngày mô, ngày mơi, ngày mốt mới có rồi. À, con gà này là dự định là bán bao nhiêu tiền? Dạ, cái này làm theo mẫu là một con 2 triệu. 2 triệu. Của khách gửi mẫu cho em á. À, và trước khi mà quay đoạn clip này á, Bùi Hồ có hỏi Vinh là hiện nay em nhận được đơn hàng là số lượng bao nhiêu rồi. Thì bây giờ em có thể công bố cái đơn hàng của em hiện tại thời điểm thôi Vinh ha. Dạ, giờ em tính sơ sơ cái đơn hàng mà gà thôi, tính gà thôi. Ừ. Là có 1.000 con á. 1.000 dạ, con cô bác quý anh chị. Phải nói là số lượng khủng khiếp. Dạ. Làm sao mà em có thể mà làm hết cái đơn đó? Dạ, em chỉ là em lưu số điện thoại thôi. Rồi khi nào có gà, khi nào có gà thì em sẽ gọi lại cho người ta, chứ em chưa có hứa được tại bây giờ số lượng nó nhiều quá rồi. Ừ. Dạ. Như anh hả? Dạ, như anh chị nào có coi clip này thì cũng thông cảm giùm em, nhiều khi nhiều quá em làm hơi chậm á. Có mình nên là như cứ gì chậm chậm đợi em được thì đợi á. Dạ. Một mình á thì không thể nào mà làm hết dạ, 1.000 đơn trong vòng khoảng 1 tháng. Tại vì dạ, 2 ngày mới làm được một con. Dạ. Mà làm theo mẫu là 2 triệu một con. Dạ. Nói chung là chi phí mà làm con gà thì nó cũng không có bao nhiêu. Dạ. Quan trọng là cái kỹ năng, cái tay nghề. Dạ, dạ. Và đặc biệt là cái nghề này Vinh không có truyền cho ai được. Tự suy nghĩ ra làm theo mẫu của đơn đặt dạ, hàng à. Và không nói nhiều nữa. À, ngày hôm nay thì Bùi Hồ qua đây để chia sẻ với cô bác, với anh chị một đoạn clip về con gà. Con gà bằng xi măng có giá là 30 triệu đồng. Yeah. Ở cô bác quý anh chị thấy một con gà mà đắp xi măng thôi có 30 triệu đồng. Thậm chí là nó mắc hơn rất là nhiều lần so với những cái con gà thịt ở ngoài kia mà người yeah, ta đang bán ở ngoài chợ. Con gà trống chọi bình thường á thì giá tầm khoảng 2 triệu thì nó đã tương đương với là yeah, con gà trống chọi mọi người đang sử dụng để mà chọi nhau á. Yeah. Nhưng mà cái con gà 30 triệu đồng á, rất là nhiều người hóng về cái con gà đó. Yeah. Và không nói nhiều nữa, mời cô bác quý anh chị cùng qua đây để xem một cái con gà 30 triệu bằng xi măng là như yeah, thế nào ha. Bên đây cô bác quý anh chị. Đây là cái con gà có trọng lượng là 10 kg. Yeah. Phải nói là 10 kg. Hiện nay đụng vô con gà này, trước đây nó là một cục xi măng nhưng yeah, mà đụng vô con gà bây giờ sợ quá chứ. Yeah. Tại con gà này nó tới 30 triệu đó. Dạ. Đúng được. Nặng á. À, 10 kg. Để cho nó đều á, để cho đều chân á. Đó. Cô bác quý chị biết tại sao con gà này nó lại có giá mắc như vậy không? Dạ. Tại vì con gà này á, Vinh chỉ là một con duy nhất thôi. Dạ. Nó có tên là con gà xanh trích dạ, của anh Ba Cô, một dạ, trong những người mà chơi gà rất là nổi tiếng á. Nổi tiếng dạ, ở Thô Mo hả Vinh hả? Dạ, Thô Mo. Vì sao em lại nảy ra cái ý tưởng mà đắp con gà như thế này? Dạ, như nói chung thì em cũng thích chú Ba Cọp, ý thích cái con gà này lắm rồi mà em quyết tâm em làm ra. Đặng nếu mà đưa tới tay của chú Ba Cọp á thì em cũng mừng lắm. Chú dạ, Ba Cọp tặng chú Ba Cọp hay sao? Như chú Ba Cọp có coi được clip này thì chú cho con cái giá cao đặng sở hữu cái con này, nhiều khi một cái kỷ niệm của chú đã từng một thời của chú á. Ừ. Dạ. Đặc điểm của con gà xanh trích này nó có nào khác so với những cái con gà khác? Dạ, nó thứ nhất là nó mồng chích với nó chia như sừng vậy đó. À. Dạ, với tướng đứng nó tướng đứng nó lực với nó kiểu mà nó oai hùng á. Ừ. Rồi chân vuông. Dạ. Nhưng mà con gà của chú Ba Cọp nó khoảng 2 ký mấy 3 ký rồi, dạ, gà của em tới 10 ký. Dạ. Dạ, như em chỉ nhìn tấm hình thôi chứ không có được trực tiếp với con gà đó nữa. Chưa gặp ở ngoài. Chưa gặp ở ngoài, chỉ nhìn qua hình thôi.
coi con gà này nó cái mình ở ngoài trước nè. Dạ. Nó bự nè. Nó bự. Sao cái eo nó dạ. Cái đuôi nó. Nó vừa ra luôn. Dạ. Và em nói là cái con gà này là chỉ làm một con duy dạ, nhất. Dạ, một làm con duy nhất. Nếu mà lọt vô một tay của chú Ba Cọp á, hoặc là một tay anh chị nào yêu quý con gà này á, thì cho em nó cái giá nó hơi cao, là em có động lực á. Tại một con gà này là quyết tâm của em nó nhiều dành cho nó. Con gà này em làm mấy ngày? Nội khuôn mặt em làm nguyên đêm á. Thức nguyên đêm. Khuôn mặt này là nguyên đêm. Nguyên khuôn mặt một bên thôi. Một bên mặt thôi là nguyên dạ, đêm. Nguyên đêm rồi đó. Ôi trời ơi. Đây cô bác của anh chị quay gần lại cho cô bác của anh chị dạ. Thấy ha. Đây. Một bây giờ nó sắc sảo dạ. Như thế này là làm nguyên một đêm. Dạ. Ở đây những cái chi tiết này nó mới quan trọng rồi nha. Dạ. Ở đây có những cái đốm đen này cô bác của anh chị dạ. Thấy không? Đây là những cái hình tướng của một cái con gà mà gọi là theo cái kiểu là nó gương mặt của nó lanh nó đúng không? Dạ dạ. Nhìn. Dạ mặt nó kiểu mà nó hùng hậu, nó nhìn nó oai hùng á. Ừ. Từng con mắt luôn, mắt nhìn có hồn lắm luôn. Làm sao để mà em có thể thổi hồn vô con mắt con gà này, con mắt nó quan trọng lắm. Dạ. Tại con mắt mình nhìn biết nó hiền hay không? Dạ. Là làm sao em có thể mà thổi hồn vô nó được? Như em cũng quyết tâm phải tạo gà nó giống như con gà thật luôn. Bao nhiêu tâm huyết là dồn vô nó hết. Dạ. Cách sao? Dạ. Sau này người ta kêu đặt thêm con giống hình vậy nữa làm không? Dạ không, chỉ làm một con duy nhất thôi. À. Không có làm con thứ hai. À. Dạ. Kể cả cái phần chân này, dạ. Phần dãy này em vẽ là sao? Dạ. Có nghĩa là nhìn giống, theo giống như cái chân từng dãy của chú con gà kia luôn. Giống từng dãy dạ. Luôn hả? Bên đây có đầu đầu nè. Đây hai chân bên đây có một cái câu đầu dưới đây nè. Câu đầu đâu? Nè, một lần thẳng xuống nhỏ như này. À, thẳng có xuống. Nghĩa là cái đường vẽ thẳng xuống là cũng giống luôn. Dạ cũng giống luôn, giống như trong cái chân luôn. Rồi cái những cái móng này là giống hết luôn. Dạ giống hết luôn. Trong đây thì ngoài móng đen, trong móng trắng. Bên đây nữa móng trắng nữa móng đen nè. Ở đây móng đen. Dạ móng đen. Còn ở đây là móng trắng. Dạ hai móng trắng, còn bên đây thì nửa bên đen nửa bên trắng. Ôi trời, con gà gì ngộ vậy? Dạ thì bởi vì đặc điểm nó lạ. Ở bên đây nửa trắng nửa đen hả? Dạ dạ. Ở đây là cũng đen luôn. Đen luôn. Ở đây là nửa trắng nửa đen, đây dạ. Móng trắng. Đằng sau thì móng trắng, hai móng trắng. Đằng sau thì hai móng trắng luôn. Ôi trời ơi. Cửa của nó là nó cũng cắt y gan. Dạ, cửa luôn cắt hả? Luôn y gan luôn, coi trong tấm hình sao em làm gì đó. Ôi trời. Đúng là cái vảy này em vẽ lâu không? Dạ, hình như là gần hơn nửa tiếng, gần cả tiếng á. Gần cả tiếng để vẽ cái vảy của con gà hả? Dạ. Cửa là cắt y gan luôn. Dạ dạ. Rồi không biết cái chân của nó này là nó giống hết luôn hả Vinh? Giống hết luôn, chân vuông giống hết luôn. Chân này là chân vuông. Chân vuông. À cái chân nó cũng bự như thế này. Dạ cũng bự luôn. Anh muốn hỏi là cái chân nó vuông như thế này là em làm cho nó để chịu đựng được cái trọng lượng của con gà hay là nó giống vậy? Nó giống vậy luôn, vừa như là vừa có chất lượng trong đây có sắt với chừa giống theo cái mẫu của cái chân vuông luôn. À. Dạ. Ồ nó quặm xuống là giống dạ. Như là dãy gồng. Dạ ha. Dạ. Đúng không? Giống từng cái dãy nhỏ luôn á. Dạ. Nó giống như là anh gọi là gì ta? Dạ. Cái chân có móng của con rồng á. Dạ dạ. Nên thành nữ con gà này là nếu như em có biết là con gà thiệt của chú Ba Cọp là bao nhiêu tiền không? Dạ bây giờ đúng mà tiền của chú sở hữu được con gà của chú Ba Cọp là tầm khoảng trên tỷ á. Trên tỷ hả? Dạ. Ôi trời. Rồi cái phần đuôi này em có làm giống... Cũng giống luôn, từng cộng lông luôn. Dạ. À, mà sao anh nhìn nó giống thịt gà thiệt luôn? Dạ. Rồi, con gà này em nói làm mấy ngày? Dạ em làm tính luôn sơn bọng luôn là gần cả tuần lễ mới rồi. Gần cả tuần lễ. Dạ. Mấy con gà kia nhiều khi em làm ngày hai ngày ba bốn ngày, còn quyết tâm gà này vừa đêm vừa ngày luôn á. Dạ. Anh có một cái này là muốn anh chia sẻ thật với em. Dạ dạ. Em làm con gà là cực kỳ phải nói cực kỳ dạ. giống cả vì đôi mắt rồi mồng rồi trích rồi dạ. Mỏ luôn. Là những cái con vật khác thì nó cũng giống thôi. Dạ. Nhưng mà độ giống của nó thì khoảng hơn 90%. Dạ. Đặc biệt là con gà này mình phải nói không? Dạ. 99% luôn á. Dạ. Cô bác của anh chị mà không tin là để con gà này vô dạ. Đường là người ta sẽ nói rằng là con gà thiệt chứ không phải dạ. Là con gà giả đâu hả Vinh ha? Dạ dạ. À, cho cô bác của anh chị coi thử con gà 30 triệu bằng xi măng là như thế nào nha. Dạ. Ở dưới cái phần ức này là cũng giống nhau luôn. Cũng giống luôn. Ức nó lật luôn. Trong cái này nè, kiểu mà lật á. À. Cái cách mà phối màu để ra được cái màu này nó khó không vậy? Khó. Em pha hình như màu của nó gần 2 tiếng đồng hồ nó mới có ra được cái màu. Ồ vậy hả? Dạ đánh hoài chừng nào nó ra được cái màu đó. Người ta phong tặng cho em một cái biệt danh gọi là tài năng trẻ. Dạ. Cái cách phối màu để ra được cái màu như thế này á. Dạ. Thì đối với em nó có khó khăn gì lắm không?
Dạ cũng khó, lúc đầu thì em nói chung không có học ai á, rồi pha suy nghĩ hoài, chừng nào nó ra được cái màu đẹp ưng ý mình mới vừa bụng của mình á. Ừ. Cái trip nè. Cái trip ở trên là như cái sừng vậy đó. Dạ. Là có cái sừng cho luôn. Như nó trẻ như cái sừng vậy đó. Bởi vì ta kêu nó chích sừng á. Chích sừng hả? Ừ. Xanh chích hoặc chích sừng. Giống như là cái màu của con. Giống cái màu luôn. À. Ờ nhìn cái con gà tướng đứng của nó nhìn dạ. Hay lắm, nhìn nó ngầu lắm. Rồi cái mỏ nó nè, thấy không? Đồ áp của anh chị thấy không? Đặc kỳ con gà này là 30 triệu nha bán của anh chị. Thậm chí là Bùi Hồ là ginh lên cũng sợ lắm. Sợ một cái là đây cả một cái tâm huyết mà dạ. Chỉ là một con duy nhất thôi nên thành thử là mình không có dám đụng nhiều. Dạ. 30 triệu mà. Dạ. Nhiều tiền lắm chứ bộ chứ đâu có ít đâu. Dạ. Từ một cục xi măng mà biến thành một cái con gà 30 triệu thì bao dạ. Nhiêu tâm huyết. Bao nhiêu tâm huyết dồn vô hết. Dồn vô đây. Chứ không phải là mình ai cũng dạ. Làm được nhưng mà giống như vậy thì nó rất là khó. Dạ, rất là khó. Đợi trên nấy đồ đàng hoàng đem vô trong, đem vô trong. Thậm chí là con gà này hồi nãy cô bác của anh chị là cất ở trong nhà. Dạ, mới bưng ra ngoài. Quay rồi mới cho có đủ ánh sáng rồi mới quay cho cô bác của anh chị thấy rồi mới bưng ra ngoài đó. Ờ. Dạ. Trời ơi, để nhìn là giống hình gà thiệt luôn á. Cô bác của anh chị thấy không? Nó giống, phải nói là giống ghê hồn luôn á. Quan trọng cặp mắt á, nhìn cặp mắt nó ghê lắm. Mắt mà kiểu mà nó hơi đỏ đỏ, cam cam, em pha con mắt không gần nửa tiếng. Nói chung gần nửa tiếng. Không gần nửa tiếng hả? À. Sơn luôn là lâu lắm. Vừa tới phối màu của nó đánh ra con mắt nữa. Nhìn quan trọng là cái con mắt mà nhìn lúc nào nó phải thu hút á, thu hút mình nhìn cho nó luôn. Đúng rồi. Phải tả hồn cho nó. Nó thật đến nỗi mà khi mà tụi mình đăng được những đoạn video clip này lên mạng á. Yeah. Thì YouTube nó nói là tưởng đâu là mình quay con gà thật rồi. Yeah. Dạ. Đúng không Vinh? Dạ dạ cũng có một số nhiều bạn vậy. Là quay đăng lên là Facebook hoặc là YouTube nó không cho đăng luôn. Dạ. Tại vì máy quyết là tưởng đâu là con gà thiệt. Dạ. Thật ra đây là con gà xi măng nha. Dạ. Cô bác anh chị thấy không? Con gà nó giống như thiệt á. Gà này mà gắn vô cái tiếng gái nó là ngon luôn á. Dạ. Đây là cái lông mã. Lông mã đó. Lông mã của nó nè. Đó, bán mình chị thấy không? Làm này kỳ công. Thôi thì qua bên đây coi con gà để cho Vinh làm dạ, dạ. Con gà đang dang dở kìa. Để thôi nó khô xi măng. Để mình tâm sự đi xíu. Dạ. Gọi là cái việc danh là tài năng trẻ thì nó cũng đúng thôi. Tại vì còn rất là trẻ tuổi, không qua trường lớp nào cả mà này có một cái đam mê với là cái nghề đắp tượng. Và đặc biệt là đắp tượng con gà. Dạ. Nhiều đêm là cũng không ăn không ngủ vậy đâu hả Vinh? Dạ hồi nãy mới ăn cơm rồi á. Ăn cơm đúng mấy giờ? Chắc một mười mấy. Tại vì sáng rồi đi giao gà chứ đi vòng vòng mà ăn chắc sáng không bằng 9-10 giờ thôi. À. Rồi bây giờ ăn buổi chiều nữa nó hơi trễ. Ừ. Khi mà ăn mê quá cũng quên cái gì ăn luôn. Làm cái nghề gì mà sáng tạo đam mê thì mình đeo đuổi nó, thậm chí ăn ăn ngủ nó không không còn là cái vấn đề nữa. Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ, rồi. Dạ cô Sài Gòn xuống kiếm Vinh hả? Tại vì cô thấy là Vinh kiếm tăng lên. Rồi cảm ơn cô. Dạ. 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 Cô xuống kiếm Vinh để đặt con gà nó thấy sao? Đặt gà đấy, đặt gà. Đặt lên. Cô thấy con gà đó, cô con đố cô con gà đó bao nhiêu tiền á? Thì nghe nó lên YouTube nó lên nó nói là 1,5 triệu con đó mà giờ con này nhiêu không biết. Con nó nhiều tiền lắm. Thì đó. Con cho cô thử giá lại một lần nữa, nếu như mà không phải trên 1,5 triệu thì cô nghĩ nó khoảng bao nhiêu? Trên 1,5 triệu phải không? Dạ. Yeah. Khoảng tầm 2,5 triệu thôi. 30 triệu. 30 triệu là mới chưa có bán nữa. Chưa bán nữa đó. Tại vì con YouTube mà giới thiệu 1,5 triệu. Dạ dạ. Vậy thôi chứ con. 30 triệu ơi cô. Cô thấy con gà 30 triệu. Con làm YouTube ở đâu vậy? Con ở Đồng Tháp. Ở Đồng Tháp. Dạ. Ở Sài Gòn. Dạ. Cô xuống ngày hôm qua. Dạ. Cô này đâu có con cháu bên An Giang nhiều lắm. Cái này cũng thường xuyên về An Giang. À. Với cái công cụ là một cái bài nhỏ thôi chứ không còn gì cần gì khác hả Vinh? Dạ. Không có bà ngoại. Bà ngoại mẹ nó còn mới có mấy à. Mọi người nói là sau này Vinh là sẽ làm ăn khấm khá lên nhà. Dạ dạ. Của bình. Dạ cảm ơn cô chú rồi dạ. Bà nhờ ủng hộ của cô chú. Dạ dạ. Cũng nhờ cô chú. Tài năng chứ. Dạ. 30 triệu hả? Dạ. Dạ. Chứng đáng đồng tiền. Tại con gà đó là nó giống y như thật con rồi. À. Tại rồi, dạ. Mấy con kia để ngoài chùa, ngoài kia kìa lên YouTube thì cũng quá đẹp rồi. Dạ dạ. Nói chung là làm cũng kỳ công.
nào xi măng này kia nó không rồi không ăn không ngủ. Con nghe nè, không có cái gì mà như không. Dạ. Cũng phải một có cái hạnh, một cái duyên. Dạ. Dạ. Có cái hạnh làm được. Không có duyên. Nhưng mà đặc biệt là không có học ai đó cô. Cái đó là mới hay á. Cái đó là tự nhiên chuyển cái duyên ở trên chỉ mới làm được thôi. Dạ. Em có dự định là sau này sẽ làm những tượng Phật không? Dạ có. Sau này miếng mà công việc em nó ổn định hoài sẽ có làm tượng Phật. Tại cô làm trên Phật. Đó đầy đủ rồi, cô cũng đặt thợ ở Sài Gòn nó làm cho cô nhiều tượng mà như bây giờ cô còn thiếu một cái tượng Đạt Ma Sư Tổ. Đạt Ma Sư Tổ. Tại vì tượng nó đúc á thì nó bình thường quá. Dạ. Nó có khuôn mẫu thì nó bình thường quá. Và đà, thậm chí là như con gà có Vinh mà đơn hàng 1.000 con mà nếu như mà có khuôn mẫu đúc á thì ngày Vinh làm chắc khoảng 20-30 con. Con quay nó thôi à, con đặt tượng. Con quay thôi. Tại con quay con gà 30 triệu con nghe con muốn nổi da gà hết nè. Hôm trước là mới giá khởi điểm 5 triệu thôi. Nhưng mà Vinh nói sau này con gà này mà giá cao cao nữa là dạ, yeah, con có người đặt bây giờ. Có bây giờ chỉ là chờ cái người mà trả cái con cao nhất á. Thì trong vòng 20 ngày đến vòng 20 ngày đó lại nữa. Đến bao giờ là kết thúc cái buổi đó? Dạ là chắc cỡ bữa nay 13 chắc cỡ nói 30 tay á, cỡ 30 tay là sẽ đóng lại. Ví dụ rồi mình sẽ coi cái số người mà trả giá cao mình sẽ chốt cho người đó. Anh hỏi thiệt em nè, anh để cái số điện thoại em lên màn hình rồi được không? Dạ cũng được, thì cái đó là cứ để lên đó đi, ai quý con gà đó hoặc là chú ba cọp này kia có gì liên hệ trực tiếp giùm em. Ừ. Mấy gà ngoài chuồng cho bán hết rồi? Dạ hết rồi coi. Đắp đắp không kịp bán mà. Nhờ YouTube đưa lên. Dạ. Cái con gà mà nó bằng tay á, đắp đắp bằng tay bằng thủ công. Cô nhận Đạt Ma Sư Tổ rồi con ở nhà bán thôi. Dạ để con coi lại mới được, tại nhiều khi người ta cũng hối con quá, có mình nên con. Không, cô không gấp đâu. Dạ, vì không gấp thì gì được. Thẳng ra là cô không gấp. Miễn cái đó là bức tượng yêu cầu có hình, cô gửi trực tiếp qua cho con. Con nghiên cứu một đêm con giá gian của mình làm được. Tại vì bữa lên YouTube coi xong là lưu vô. Phải nghiên cứu một đêm rồi phải gia tượng Phật là phải giá gian. Dạ. Dạ. Nhưng mà Vinh này làm được mà. Dạ. Yeah. Tại ai làm không được cho nói làm được. Dạ. Người ta nó đặt ra đầu trong mặt nữa nó làm hai người nó đẹp lắm. Nói chung thì phải cho con thời gian rộng rãi cái đầu con nó phải thoải mái con. Không cần gấp. Đây không cần gấp lắm. Khi mà mình đủ sức khỏe, đủ cái dạ. Cái minh mẫn á, minh mẫn mình sẽ làm ra nó còn mình hơn sẽ làm, mình còn thổi hồn vô nó còn dữ hơn đúng không? Trong khi mà làm theo sản phẩm thì nó không có chất lượng. Dạ. Đất cái này thì hơn mau. Đó cho anh đón gà nhiều đó. Bây giờ em hỏi anh là con gà này anh đón con gà này nhiêu tiền? Gà này. Ai nó dạ. Gà đón con gà này là bán bao nhiêu tiền? Ừ, chỉ giá, chị giá. Giá thì giá điểm là bao nhiêu? Gà này khoảng cỡ 1.500.000. Vui quá. Nãy bạn đón 1.500.000 sai lầm. Cho nó lại lần nữa. Gà này gà đặt hay gì? Gà đặt. Gà đang đấu giá không? À, đặt chắc cỡ 2 triệu à. Sai luôn. 30 triệu rồi đó, chưa bán. Yeah. 30 triệu anh. Chưa bán. Quá dữ. Quá dữ. Thì anh nhìn đi có sai cái sai chi tiết nào như con mặt con gà của chúng ta đâu. Hâm mộ gà này mà. Dạ dạ. Dạ. Chờ em chứ. Anh biết gà này không? Biết gà, gì? Gà chích sừng của con cọp trời. Mấy người dân chơi gà tao biết chưa, nhìn sớt ngang là tao biết à. Ủa con gà nổi tiếng chưa hả? Dạ nổi lắm. Gà có thể là gà mà cọp nó là có người trả tiền tỷ cho đó hay không, con nói tiền tỷ mà. Con nói tiền tỷ á, tiền tỷ luôn cho nó con số luôn. Ồ vậy là kỷ niệm lắm à. Con đi hết rồi ơi. Rồi bây giờ là gần 1.000 đơn hàng rồi, bây giờ nếu như để số điện thoại lên rồi sao nhận kịp? Thì bây giờ ví dụ nhầm khi người ta mến mình thì người ta điện đi rồi khi nào. Ê, ê, ê. Được rồi, tiêu à. Thôi, không vững, không vững. Không vững rồi, nó bị tiêu luôn á. Mấy chục triệu đó. Có sao không, có sao không? Không sao. Đẩy nó ngã. Ừ. Đừng đụng nó, tại cái này nó đứng vững không à. Ôi trời ơi, hết hồn. Dạ, không kịp rồi, đấu nợ á. 30 triệu á. Dạ. Trời ơi. Chút là cho mượn 30 triệu luôn. Chút xíu nữa 30 triệu. Tại sao không, nó vẫn, nó không có dính miếng ấy gì. Tại em canh nó là nó vẫn luôn. Trời ơi trời, hết hồn.
Nãy giờ nói thiệt với cô bác anh chị là Bùi Hồ không có dám đụng vô con gà đó nhiều. Mà để xuống mà là phải để cái chân của nó đụng bàn nhẹ nhẹ thôi. Dạ. Nó vững á, tại em canh nó vững lắm. Nhưng khi nít đi ngang em để trong nhà không á. Thôi chắc đem vô cắt đi trên đó. Nguy hiểm quá vậy. Có sao không? Dạ không. Dạ không sao, không sao. Dạ không sao. Dạ anh bưng cái bàn vô giùm em đi. Rồi bưng vô cho Vinh vậy. Đem cắt mới được. Gà này phải vô nhà mới được. Không sao cái này nó. Không sao. Này gà này em đang thăm mộ đó mà. Dạ. Cái đèn lên sáng sáng. Rồi được rồi, ra ngoài đi. Cho nó ở đó rồi. Cho nó chơi đi. Gà đó mà để ra ngoài chắc lụm luôn á. Nghe cô bác của anh chị thấy không? Ai nghĩ rằng con gà mà bằng xi măng mà 30 triệu bao giờ đâu. Tại vì chỉ có làm thủ công thì nó mới có giá đó thôi. Tại khi làm thủ công thì mình sẽ thổi được cái hồn vô con gà. Cái con vật hoặc là bức tượng thì mình thổi được cái hồn thì nó sẽ mang một cái tính chất thẩm mỹ rất cao luôn. Đặc biệt là con gà này là người ta đặt em hả? Người ta gửi hình qua cho em. Ừ, làm nó một con nó 2 triệu. Ừ. Rồi làm 1.000 đơn hàng làm biết nào xong trời, làm chắc tới có vợ luôn á Vinh. Em cũng không biết. Giờ tính ra tới cỡ 1 năm mà chưa chắc gì gọi. Hả? Ông ơi, đi cho Đắk Lắk xuống rồi nè, xuống tới đây luôn á. Mới đây sao? Ông ngủ 1 đêm luôn. Ngủ đây 1 đêm luôn? Ngủ đây 1 đêm luôn á. Ngủ với em hả? Ngủ em cho ông ngủ đây nè, em à. Trên quán em ngủ cho anh. Ông rồi mướn nhà trọ ở rồi không? Thế nên thôi đi ngủ. Đi từ Đắk Lắk xuống kiếm em. Đắk Lắk á. Trời ơi. Tại vì sao ông cũng có điện rồi con chưa có chốt được. Con mới hẹn là tầm cả 1 tháng, tháng rưỡi nữa mới được. Rồi. Con có Facebook không? Con xài Zalo mà Facebook con. Dạ có Zalo. Thôi bây giờ cưới thêm vợ mướn thêm lính chứ là sao? Dạ. Chưa đâu chưa. Cưới lính già lính cũng chưa chắc chưa biết làm. Dạ. Đắp không được đúng không nhỉ? Dạ. Về dạy còn mệt thêm. Ổng cái ý tôi nhìn đây là tôi tay thợ hồ đó mà tôi nhìn đây còn chưa thấy. Thợ hồ làm không được đâu, đúng không Vinh? Ổng gì ổng mặn đâu, ổng bắn nữa. Thợ hồ là bên yeah. Đắp chỉ ra đắp được. Đắp được. Mẹ con. Dạ mẹ con. Phải nói cậu bác bên chuyện này nó ghê gớm không? Đắp tỉ mỉ lắm. Từ một cái những cái vật vô tri vô giác như xi măng mà qua bàn tay của Vinh thì thổi hồn ra thành đắp được, nhiều người ta đắp được. Rồi có tài năng con trai của cô là mình lo hết trong nhà luôn rồi. Dạ. Nhiều người ta đắp được, mà khi quan trọng là cái màu sơn chứ phải thổi hồn con mắt đó. Con mắt nhìn con mắt nó phải có. Một ngày là tiếp bao nhiêu khách đăng Vinh? Dạ không biết. Giờ ai tới mình tiếp thôi chứ mình không biết được gì. Nhưng mà vừa nói chuyện rồi vừa là làm luôn á. Cũng giỏi chứ. Rồi thôi thì chắc có lẽ là đoạn clip chia sẻ về con gà xanh trích của Vinh. Để cho cô bác quý anh chị thấy hình dáng của một cái con gà nó 30 triệu là như thế nào. 30 triệu là cũng gần gần nửa cây vàng. Hơn nửa cây vàng. Hơn 5 chỉ à. Dạ. Dạ. Cây gì mà cây. Nửa cây cô. Nửa cây hả? Dạ. Cây gì nó dạ. Ra hơn 5 chỉ chứ nhỉ? Dạ đúng rồi, thì cô nói hơn nửa cây vàng. Dạ. Rồi cô bác quý anh chị có yêu mến con gà thì có thể kiếm lên đơn hàng cho Vinh để có thể mai mốt khỏi ngủ luôn quá. Cô uống cà phê hay gì cô? Cô có rồi, bye bye Vinh ha. Dạ. Đấy, chào. Dạ.